Mẫu xe tải đến từ Belarus được giới thiệu vào năm 2013 và chiếc đầu tiên bắt đầu hoạt động tại một mỏ than ở Siberia vào tháng 10 năm 2014. Với khả năng chở tối đa 450 tấn hàng, Bella Z75710 vượt đương kim xe tải lớn nhất thế giới lúc đó với 87 tấn. Bella Z là tên viết tắt của nhà máy ô tô Belarus được thành lập vào năm 1948. Hãng này chuyên sản xuất xe tải chuyên dụng, các toa xe chở hàng đường sắt và thiết bị hạng nặng nói chung. Người Belarus đã sản xuất Bella Z75710 cho lễ kỷ niệm 65 năm thành lập nhà máy vào năm 2013. Đến nay nó vẫn là chiếc xe tải hạng nặng lớn nhất thế giới theo sách kỷ lục Guinness. Với kích thước cực lớn, với chiều dài hơn 20m, chiều cao gần 10m và chiều rộng khoảng 8m, Bella Z75719 là ông vua xe tải hạng nặng lớn nhất thế giới. Quái vật này không chỉ sở hữu kích thước lớn, nó còn sở hữu một sức mạnh ấn tượng, hơn 11.000 mã lực, mạnh gấp 6 lần so với chiến binh đường đua F1-2 bằng 7 chiếc siêu xe Bugatti Chiron gộp lại. Để so sánh, giả sử rằng con số này bằng 2 con cá voi xanh rưỡi hoặc 35 xe buýt 2 tầng. Nhân tiện, Airbus A380, máy bay chở khách lớn nhất thế giới cũng chỉ nặng 277 tấn. Khi bạn nhìn thấy Bella Z75710, câu hỏi ngay lập tức được đặt ra, tại sao? Tại sao chúng ta cần một chiếc xe ben khổng lồ như vậy? Dường như, thậm chí không đủ cho một sân bóng đá quay vòng. Có lẽ việc vận chuyển hàng hóa bằng hai xe tải nhỏ hơn, thay vì một con quái vật sẽ dễ dàng hơn, có khả năng chở một lúc 450 tấn. Câu trả lời cho câu hỏi này nằm ở mục đích của chiếc máy mới. Bella Z là một chiếc xe tải khai thác mỏ. Tức là, nhiệm vụ chính của họ là vận chuyển quặng và các loại khoáng sản khác. Và khi nói đến quá trình sản xuất của họ, thì không chỉ mỗi đồng rút được tính, mà theo nghĩa đen là từng xu. Chúng tôi cho rằng không có gì đáng phải giải thích rằng chi phí vận chuyển trên hai xe tải, mặc dù nhỏ hơn về sức chở, nhưng trong mọi trường hợp sẽ cao hơn so với vận chuyển cùng một lượng hàng bằng một xe tải. Vì vậy, Bella Z mới tiết kiệm được vài xu cho mỗi tấn đá. Nó có thể có tác động lớn đến việc hạ giá thành sản xuất tại các mỏ khai thác một số mỏ than, quặng sắt và đồng lớn nhất thế giới. Nhà sản xuất đã trang bị cho chiếc siêu xe tải hạng nặng lớn thế giới này với hai động cơ diesel CMMTUDD16V4000. Mỗi động cơ dầu có dung tích 65 lít, 16 xi lanh, có thể sản sinh công suất 2.332 mã lực và 9.313 Nm tại 1.500 vòng trên phút. Hai khối động cơ dầu chạy máy phát điện với năng lượng điện cung cấp sức mạnh cho 4 động cơ điện. Mỗi động cơ điện sản sinh công suất 1.632 mã lực cho tổng công suất 6.528 mã lực. Tổng sức kéo của chiếc xe tải là 18.626 nanomet, gấp khoảng 24 lần so với động cơ của một chiếc F1 đời 2014. Nếu một chiếc xe công suất cao thì đồng nghĩa chiếc xe ấy phải tiêu tốn rất nhiều nhiên liệu. Bella Z75710 không phải ngoại lệ, nó là một con quái vật ngốn nhiên liệu chính hiệu, với mức tiêu thụ 1.300 lít dầu trên 100 km. Bella Z75710 là chiếc xe tải hạng nặng lớn nhất thế giới với tải trọng cao nhất trong lịch sử, 450 tấn, chiếc xe nặng khoảng 360 tấn. Điều thú vị của nó là động cơ không truyền động trực tiếp các bánh xe. Chúng được kết nối với máy phát điện tạo ra điện cho động cơ điện ở các trục, gồm 2 trục, mỗi trục 4 máy. Một chiếc Bella Z75710 khổng lồ có thể chạy hơn 400 km đầy tải mà không cần phải tiếp nhiên liệu, bởi vì bên trong nó đã dự trữ riêng cho mình các thùng dầu diesel với tổng thể tích 5.600 lít, thoải mái chạy vi vu. Hệ thống làm mát có tới 890 lít nước làm mát và mỗi động cơ sẽ chứa 269 lít dầu. Với kích cỡ khổng lồ, Bella Z75710 có bán kính vòng quay tới 19,8m. Chiếc xe tải có chiều cao 8,2m có thể đạt tốc độ tối đa 64 km/h và chạy ở tốc độ 40 km/h khi leo dốc 10%, độ dốc tối đa là 18%. Xe được trang bị hệ thống chữa cháy tự động và hệ thống camera quan sát giúp người lái có thể giám sát tốt nhất không gian xung quanh xe và bên trong thân xe. Đồng ý rằng, bạn không thể ngăn được một pho tượng nặng hơn 800 tấn bằng những chiếc má phanh thông thường. Do đó, hai hệ thống phanh được lắp đặt cùng một lúc trên một chiếc xe ben khổng lồ. Đầu tiên là đĩa dẫn động thủy lực thông thường, và thứ hai là điện động lực học. Ở đây thiết bị truyền động là động cơ điện có bánh xe giống nhau. Trong quá trình hoạt động của hệ thống phanh này, một lượng nhiệt rất lớn được tạo ra, nhiệt lượng này phải được loại bỏ bằng cách nào đó. Vậy nên, thiết kế cung cấp khả năng làm mát cưỡng bức bằng không khí của các điện trở phanh. Dù mang kích thước rộng lớn, chứa được hàng trăm người nhưng trong khoang lái chỉ có thể chứa tối đa 2 người, và tiếng ồn bên trong luôn đảm bảo dưới 80 dB. Tiếng ồn này bằng với tiếng ồn ở hội trường lớn, con người vẫn chịu được mà không cần đồ bảo vệ. Thiết kế chính của Bella Z, Leonid Trunov cho biết, với tải trọng 496 tấn, Bella Z75719 là chiếc xe khai thác mỏ lớn nhất trên thế giới hiện nay.
và Belajet sẽ gửi văn bản đề nghị cấp bằng chứng nhận kỷ lục thế giới dành cho Belajet 75.710.